đi du lịch, nhân viên y tế không quên nhiệm vụ cấp cứu người bị tai nạn trên đèo. Vừa qua, các nhân viên y tế đang trên đường đi du lịch đến Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã vội vàng xuống xe, lao tới cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông. Cụ thể, một nhóm nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ trên đường đi du lịch tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã gặp người bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức, các nhân viên y tế lấy dụng cụ sơ cứu từ ô tô để cấp cứu ban đầu cho nữ nạn nhân. Người bệnh được băng bó vết thương, cầm máu, giảm đau ngay tại chỗ. Theo ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, đây không phải lần đầu tiên nhân viên y tế của đơn vị sơ cấp cứu bệnh nhân ngoài hiện trường. Ngày 13 tháng 4, khi trên đường đi thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, Kon Tum công tác, vợ chồng bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, Lương Hải Yến gặp vụ tai nạn ô tô khách. Hai vợ chồng đã tích cực tham gia cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân. Trong quá trình đi du lịch, công tác, nếu có người bệnh cần hỗ trợ, các nhân viên y tế đều tham gia cấp cứu kịp thời bằng khả năng chuyên môn và trách nhiệm y đức. Tuy nhiên, thời điểm đó, y bác sĩ thường không có chặt thiết bị y tế. Trường hợp nạn nhân bị thương nặng có thể không kịp đợi xe cấp cứu, lỡ thời điểm vàng. Vì vậy, ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chủ trương trang bị các xe của bệnh viện một vali đầy đủ thuốc, vật tư thiết yếu. Chiếc vali cấp cứu đồng hành trên tất cả chặng đường đi công tác hay du lịch của nhân viên bệnh viện để hỗ trợ người gặp nạn. Đánh giá về vai trò của cấp cứu ban đầu, thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, sơ cấp cứu giúp giảm thiểu các trường hợp tử vong, hạn chế tổn thương thứ phát và tạo điều kiện cho nạn nhân hồi phục. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức mang năng lượng tích cực trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.